Xin chào anh em trong hội máy cày Việt Nam, nước Việt Nam mình luôn. Trong hội máy cày Việt Nam và nước Việt Nam mình luôn. Đây, anh em trong hội máy cày nhìn một cái là biết liền nha. Nhìn một phát là biết liền cái này nha anh em. Hàng VIP, em giới thiệu anh em. Anh em nào có thật sự nó muốn làm anh em cứ alo nhắn tin cho em. Ok, đây giới thiệu. Đây là có ông khách, ông ở giới thiệu tên khách hàng trước nha anh em. Khách này ở Thái Nguyên. Khách này ở Thái Nguyên nha anh em. Địa chỉ khách đây. Anh Dương Quang Thiết ở Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên, ở cực kỳ xa nha anh em, ở Thái Nguyên. Này, gọi cho qua cái tên của anh đi. Đây. Đây là cái zin của anh nha. Đây. Hộp sên zin nha anh em, hộp sên zin. Hộp sên zin của máy cày. Đây nó bể bằng nhôm nha anh em. Bằng nhôm. Cái này cái nắp đây, hộp sên zin bằng nhôm nha anh em. Bể đây, toang rồi, banh hết rồi. Anh em làm máy cày anh em nhìn là anh em biết cái này là đúng không? Của dàn gì hiệu gì luôn. Đây. Nắp đây. Để vô. Rồi, ok cho anh em. Hài lòng chưa? Đây, bể rồi. Đây, qua đây em giới thiệu anh em đây. Đây, cái hộp đây em làm. Em làm mới luôn nha anh em. Em làm mới bằng sắt cho anh em luôn. Rất đảm bảo cực kỳ cho anh em ở ngoài Bắc xới đá thoải mái, xới đất đá thoải mái. Đây là của ông khách này, ông bị qua chậm vô đá, ông bị bể. Anh em trong hội máy cày nhìn cái là biết liền nha. Ở đây em làm mới bằng sắt nha anh em, mới bằng sắt luôn cho anh em đây. Bị dày nha anh em. Đảm bảo cho anh em sử dụng. Anh em có thể nâng sên được luôn nha. Em làm bằng sắt nha anh em. Và anh em xem. Em anh em nào có trong hội có xem cái livestream em đừng gọi điện thoại em lúc em livestream, cảm ơn, rất là cảm ơn. Thì em đang quay phim trực tiếp, anh em gọi em sẽ bị gián đoạn cái cuộc nói chuyện của em. Em nhấn không trả lời thì nó kỳ lắm nghe anh em. Đừng giận vào mai nha. Rồi. Anh em cố gắng lúc em quay phim em có thể anh em xem cái video của em, rồi anh em đừng có điện thoại cho em để khi em ngắt cái livestream trực tiếp, rồi anh em hãy gọi cho em. Đó. Đây em giới thiệu mặt hàng tiếp tục cho anh em ngay. Em làm môi đây, thì đủ hết. Đây sử dụng lại cái nắp zin thôi nha. Anh em trong hội máy cày nhìn cái là biết liền. Đây. Đó, vặn vô là sử dụng thôi. Cực kỳ ngay lỗ nha anh em. Đây, ok chưa? Anh em trong hội máy cày nước Việt Nam mình xem hài lòng ủng hộ cho em nha. Đây, khô ra. Đây qua đây. Đây là cái hộp sên zin nha anh em. Bể. Anh em mua cái zin lắp vô nó cũng bể tiếp tục thôi. Này có ông khách ông ở khách này ở ngoài Thái Nguyên gửi cho em nha anh em. Khách ở Thái Nguyên gửi cho em. Cái này là em bao mấy anh xài luôn. Chỉ hư cái thùng sới thôi chứ không bao giờ hư hỏng cái hộp sên này nổi đâu. Em làm cực kỳ dày cho anh em nha. Rất là dày. Rất dày luôn, rất đảm bảo cho anh em sử dụng. Anh em giờ thì sao? Hài lòng chưa? Đây qua đây. Ok chưa? Anh em xem hài lòng ủng hộ cho em nha. Hộp số ở cái hộp sên này em nghĩ là hộp sên này của máy cái thùng sới này màu đỏ chắc Shibuga hay gì đấy, em cũng không biết luôn nha. Xin lỗi, em không biết cái này nha. Em không biết hiệu gì cái thùng sới này nha. Đó, em chỉ làm cái theo yêu cầu của anh em mà làm cái hộp sên cho anh em thôi. Báo giá hài lòng anh em ủng hộ em. Gửi em làm mẫu. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho em nha. Bao anh em xài luôn, hư cái thùng sới chứ không bao giờ hư cái hộp sên này nổi đâu. Đó. Cực kỳ dày. Anh em sao? Rất là dày, em làm rất là bảo đảm, rất kiên cố cho anh em luôn. Đây môi mép đều hết luôn. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho em nha. Rất đảm bảo cho anh em nha. Anh em cứ yên tâm, rất hài lòng. Cực kỳ dày cho anh em nha. Anh em ở xa anh em cứ gửi cho em, anh em là có nhu cầu. Giống như vậy thì ông khách này ông cho luôn cái miếng này rồi. Ông cho luôn cái miếng này để dành luôn rồi. Đó. Anh em là có nhu cầu làm. Khách này ông ở tận ngoài Thái Nguyên là nghe anh em. Ở tận ngoài Thái Nguyên lần anh em nào ở Thái Nguyên có nhu cầu làm cái hộp sên này, ở ngoài Thái Nguyên chắc anh em sử dụng bằng ruộng có đá nó dễ bị bể nha anh em, dễ bị bể nè, dễ bị bể lắm. Em làm bằng sắt 100% cho anh em nè. Anh em xem nhìn thấy không? Ok không? Rất nặng, em cầm không nổi luôn. Đảm bảo cho anh em sử dụng bóng lón cho anh em luôn. Thì về khách tự sơn á. Đây zin của nó là bắt bù lông này không? Mình làm lại mình bắt bù lông trong luôn, cũng giống như nó luôn, xài là hộp sên luôn, nắp luôn.
thẻ đắp zin luôn nha anh em, rất đảm bảo. Ok anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha, Hoàng Mai 0907 7900 79.